Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 27 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân sẽ thăm chính thức Hàn Quốc trong 4 ngày, từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo và phu nhân Choi A-yang. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của Việt Nam đến Hàn Quốc kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc, bao gồm Tổng thống Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Han Duck-soo. Chuyến thăm dự kiến sẽ là cơ hội để tăng cường hơn nữa sự hợp tác chiến lược, thiết thực và cùng có lợi giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Đây là chuyến thăm chính thức Hàn Quốc đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cũng là chuyến thăm cấp cao nhất sau khi hai nước nâng cấp quan hệ vào năm 2022.